đăng bướm bay rợp trời vào tháng 3 và tháng 4 hàng năm. Một số lượng lớn bướm quà Iploia di cư về phía Bắc từ khu phong cảnh Mao Lĩnh, Màu Lâm, Cao Hùng. Điểm trung chuyển của chúng là khu thắng cảnh quốc gia Sila Dạ ở Đài Nam. Nhưng hiện tại số lượng đến đây chưa được 10% so với năm ngoái. Phó Chủ tịch Hiệp hội Sinh thái bướm quà Iploia, ông Trần Thủy Tường cho biết, Ba ngày liên tục bay qua khu Màu Lâm, trong một phút có hơn 100 con, Năm trước cũng là một năm hàng hán, số lượng bay qua đây ít hơn năm trước. Việc này liệu có mối quan hệ tuyệt đối hay không? Chắc chắn sẽ có liên quan. Kể từ năm ngoái, số lượng bướm bướm giảm mạnh. Từ trước đây có hàng chục nghìn con, nay chỉ còn khoảng mấy nghìn con, mấy trăm con. Vì thế, Hiệp hội Sinh thái suy đoán thiếu nước là nguyên nhân chủ yếu và cũng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước này còn có hệ sinh thái đồng đóm muốn được nhìn thấy đom đóm lấp lánh phải dựa vào thời tiết u ám, ẩm ướt mới có thể thành công nở trứng. Nhưng năm nay, vùng núi ở Đài Nam vào buổi trưa thường vượt quá 36 độ. Trước sự ảnh hưởng của hàng hán và nhiệt độ cao, liệu mùa đom đóm có được tổ chức vào giữa tháng 4 như dự kiến hay không? Chỉ có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của ông trời.